bây giờ thì nói chuyện với em tiếp theo một số cái thiết bị bảo vệ khác, nhất là thiết bị để leo bảo vệ áp suất nước. Thì cái này trong tài liệu của em thì nó chưa có, thì sau thì bổ sung thêm em. Về áp suất nước ở đây thì nó có hai loại em, loại rồi le đơn, loại le kép. Đấy thì đây tức là loại đây là loại rồi, tức là một loại rồi le đơn và một loại rồi le kiểu áp suất. Thì cái này thường dùng cho rất là thiết bị ung thư hay là thiết bị bệnh ung. Đấy thì cảm thấy là cái sơ đồ nó đặt nó này. Đấy, và khi nó có sự cố thì nên em dùng để có động để sự cố nó đặc biệt, để áp suất nước nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, một cái tức là cái sơ đồ mạch điện nó đây. Ở đây chấm chấm nó còn nhiều cái thiết bị bảo vệ, ví dụ áp suất cao, áp suất thấp, áp suất giỏ, vân vân các về là áp suất nước. Đấy. Đấy thì cái hệ thống mà nó giải nhiệt trong nước ấy, thì nó có cái áp suất nước. Thế còn một cái rơ le bảo vệ nhiệt độ đường dây motor quá nóng. Thế rơ le bảo vệ nhiệt độ đường dây motor quá nóng thì các em thấy thị trường cái này là dùng nhiều, tức là trong những lạnh là thường. Và đây là máy nén kín hoặc là máy nén tán kín, các em thấy dùng. Đấy. Thế thì đây là trên cái sơ đồ nguyên lý này các em. Thì môi chất lạnh hút về đấy, để làm mát cho cuộn dây stator của máy nén ở đây. Sau đó là hút vào máy nén, đi. Đấy. Nếu mà vì một cái lý do nào đó là nó nghẹt phi lỏng hay nghẹt đường van huyết lưu hay là van huyết từ cái gì đó thì ga nó về đây, hoặc là thiếu ga, mất ga. Đấy, thế thì như vậy nó không làm mát cho cuộn dây stator mới nén được. Thì như vậy nó là cuộn dây stator mới nén nóng quá, nó đã bị cháy mất một người. Thì đây chúng ta phải có một cái thiết bị bảo vệ đây. Thế trong trường hợp này thì motor không bị quá tải các em nhé, nó chạy ít tải, nhưng mà nó không giải nhiệt cho được cuộn dây, cho nên là cuộn dây cuộn dây stator mới nén cháy. Đấy. Thế trong này đó là các em thấy có một cái tiết điểm là ví dụ chúng ta ký hiệu đề 49C, tức là chúng ta chọn ký hiệu tạm vậy. Và như vậy đây nó giống con sỏ. Đấy. Khi mà nhiệt độ nó cao, ví dụ lên tới trong này đó là 70 độ C thì cái tiết điểm này nó mở ra. Đấy, và nó xuống thấp thì nó sẽ đóng lại. Đấy, xuống thấp nó lại tự động đóng lại, tự động mở ra. Đấy. Thế thì đây tiết điểm đây đó là lúc mà nó cố nó bật cái này ra. Đấy. Còn lúc mà nó bình thường đóng lại, cái giải nhiệt cho nó bình thường đóng lại cố vậy. Thế các em thấy là một cái phương pháp mà các em thấy là điều chỉnh nhiệt độ bảo vệ ga sau cái nén nó quá nóng. Đấy. Thế thì một số cái sơ đồ hệ thống lạnh ấy, thì các em thấy là máy nén ở đây này, thì nó có một cái rơ le nhiệt độ. Đấy, thế thì gọi rơ le nhiệt độ, nhưng mà thực tế đây là một cái sensor ở đây thôi. Đấy, tức là nó bật sỏ ở đây. Đấy, thế thì khi mà nhiệt độ đấy nóng quá thì nó sẽ mở ra và cái nén nó sẽ dừng. Và cái đèn động và đèn sự cố nó sẽ làm việc ạ. Đây là cái loại này là máy nén bê tông hồi trước là đang có rác, sau đó làm việc nó không tốt lắm, cho nên sau này máy nén bê tông có rác. Đấy, nó rác thêm máy nén điều hòa chí em thấy không có đồ to nó có, hay là đồ lạnh như là nốt có thứ để nó có đó đấy. Tức là khi nhiệt độ nó lớn quá thì nó sẽ rất là báo động và cái lớp máy nén ở dưới. Tại vì nếu nhiệt độ ga trong cái nén mà nó quá lớn thì nó sẽ làm cháy đầu dây chuyền. Đấy, nó rồi cháy đầu dây chuyền. Đồng thời các em thấy là
cái tuổi thọ chi tiết của máy nó sẽ kém, đấy nó có thể là kém, thế là chuyện gì rồi. Thế thì đây là trường hợp là điều khiển tắt chạy dừng đấy. Thế còn các em thấy điều khiển pháp liên tục lên thì đây đây là cái mạch điện bảo vệ nó rồi. Cái đường pháp nó chạy liên tục rồi làm thế này đấy, sửa đổi nó lại đây là sửa đổi nó vậy đấy. Và nếu chạy liên tục ở đây ấy, thì các em thấy hay dùng nhiều nhất là máy nén thủ khít đấy. Thế thì trong cái máy nén tích tông ấy, em thấy hai cấp thì em thấy tự nhiên cái thiết bị mát thì ra rất là rõ ràng đấy, nhưng mà cái thiết bị máy nén thủ khít thì em thấy là cái thiết bị mát thủ ra em thấy là nó không có rõ ràng đấy, không rõ ràng đấy. Và nếu mà máy nén có tỉ số nén lớn thì nó là mát thủ ra, chứ không có là mát thủ ra thì tỉ ra số nén nó rất là cao, nó không được đấy. Thì, so với đấy thực biết ấy, thì các em thấy là cái nhiệt độ ga sau khi nén thường nó là nó thấp, nguyên nhân nó thấp là chúng ta thấy là làm mát thời gian quá là khô đấy, cho nên là nhiệt độ ga sau khi nén thấp đấy. Thế thì trong cái máy nén thực biết ấy, đấy, hay là số lượng máy nén thì thấy đây có cái bàn cái tình trạng đấy, và đây từ cái bình chứa cao áp đấy, nó chia làm hai đường đấy, cái này vào cái thiết bị quá lạnh đấy, để rồi đến cái thiết bị bay hơi làm lạnh nó. Cái thứ hai các em thấy là vào cái bàn chặn lập bàn điện tử, trước bàn điện tử đây là cái nhánh này, cái nhánh để vào bôi trơn làm mát cho máy nén, là đây là thiết bị làm mát trung gian nói vậy. Đó. Thế thì nó vào đây, nó phun vào đây sau cái van, ví dụ đây nó là 35 độ, các bạn thấy không? 35 độ. Sang sau cái van tiếp lưu đây là âm 15 độ. Đấy. Phun sau sau van tiếp lưu là nó là âm 15 độ này. Đấy. Và vào nó phun vào. Đấy. Thế thì vào thiết bị làm mát đây thì phun đây. Phun đây thì như vậy chúng ta thấy là nó sẽ làm mát cho được cái ga nén, thì như vậy thì ga sau nén nó sẽ xuống thấp. Nếu mà nhiệt độ đây mà càng cao thì bạn cái thứ nó càng lớn đấy, còn nhiệt độ đây mà là thấp thì bạn cái thứ nó sẽ thấp đấy. Thế thì cái này các em thấy nó có cái nhược điểm này là cái năng suất lạnh kém, vì đáng nhẽ dịch trùng chiếu áp rồi đến cái chiếc bị bay hơi hết thì phần lại cái chiếc vào lại để làm mát cho máy nén ở đây đấy. Thế nên trường hợp này máy nén trực tiếp bắt buộc các em phải làm lại, không có cách nào mà khác cả, đặc biệt máy nén trực tiếp mà các em dùng cho cấp đông làm lại cách đấy, cho nên là trên máy nén trực tiếp thì các em không có thể phân biệt một cấp hay hai cấp cả đấy. Nếu mà nó đòi hỏi như vậy thấp vậy đây là mát trung gian đây, và đang đối diễn quá trình chỉnh thì pH đây nó là cái sơ đồ bạn hai cấp chứ không phải là nó cấp cao là hai cấp đấy. À, ví dụ đây em thấy này đấy, đây là trên một tức là pi hay là pH đây đấy. Thế là cái điểm một này là phút vào mấy ném đây đây. Nên nếu mà các em nén đến cái không có làm mát trung gian đây á, đấy, thế là các em nén thẳng đây đến cái T4 phẩy ra vậy, đấy thì cái nhiệt độ sau cái nén này nó rất là cao, đấy, cao cả lắm. Thế vào đây thì các em mới làm mát trung gian ở đây, đấy, làm mát trung gian đây, đấy, vào đây nén lên rồi thì nó mới làm mát trung gian cái thứ sáu đây, đây là đến đây rồi này. Sau tiết lưu thứ sáu là năm sáu đây, năm sáu vào đây để hòa trộn với lại hơi quá nhiều, nó đang đây
giả sử ném đây nó sau khi hòa trộn nó chẳng thái thì bỏ hòa vô. Đấy nên chúng ta giả thiết là nó như vậy đi, chứ trên thực tế thì nó cũng khó vào với bỏ hòa vô. Đấy để nó vào là quá nhiệt trên thực tế tí là để nó vào. Và ném lên như vậy thì em thấy nhiệt độ sau ném là về bốn này như vậy nó sẽ nhỏ hơn về vậy này. Ví dụ nếu mà ném trực tiếp đây là cũng là mát này, em thấy đây đây tức là 100 độ, nhưng mà ném đây đến đây có 85 độ. Đấy, đấy thế thì đây như vậy là cái nhiệt chuyển này về nó như vậy này. Đấy. Thế thì chỗ này để các em thấy là trong máy nén trực tiếp đấy thì các em phải tìm ra cái đường làm mát trung gian, đặc biệt ở cái máy nén dạng chỉ có cấp đông hoặc là nó khoảng đông thì nhiệt độ rất là thấp đấy thì các em thấy là nó như vậy đấy. Này các em nào thắc mắc gì không? Đấy, chứ rồi máy nén trực tiếp thì các em có thể không thể nói gọi cho là máy nén một cấp hay là hai cấp được. Đấy, nhưng mà những cái nào dùng cấp đông thì ta còn có là hai cấp hoặc là ở quảng đông thì cũng có thấp gọi là nó hai cấp này. Đấy. Bây giờ thì giới thiệu các em một cái phương pháp